Thì thưa đại chúng, khi mà mình tu tập á, thì trong Phật giáo á, chúng ta sẽ đặt một câu hỏi: nếu mình tu theo Phật thì chúng ta tu cái gì? Nhiều khi mình gặp nhau, mình cứ khuyến nhau tu đi, nhưng mà thiệt sự ra có thể mình cũng chưa có rõ Phật giáo dạy mình tu cái gì. Thì thưa đại chúng, là Đức Phật là một bậc thầy xuất hiện ở trong cõi đời này, và Ngài là một con người như chúng ta. Nhưng mà một con người rất là đặc biệt, đó là một người tỉnh thức giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là Ngài thấy rõ được cái bản tâm của mình, để Ngài có thể điều phục được cái tâm, và từ đó Ngài dạy mình cách điều phục tâm. Tại vì tất cả các sự việc trên thế gian này do tâm mà sanh. Ví dụ như tối nay, tâm của Hòa Thượng thương mình, Hòa Thượng không muốn là Pháp Hòa đến thăm Hòa Thượng, chỉ mình Hòa Thượng hay là vài thầy hay vài Phật tử, mà Hòa Thượng lại muốn đại chúng đều được có một buổi ngồi sinh hoạt lại sau nhiều ngày chúng ta không gặp nhau. Và quý vị cũng muốn tới, cho nên tối nay mình có mặt ở đây, có phải không? Mà thật lòng thì mới đầu Pháp Hòa không nghĩ là mình được cơ hội thăm viếng ai, gì sức khỏe năm nay và cũng không tốt, cho nên cũng nghĩ rằng năm nay và năm tới mình cũng nghỉ đi giảng, và nếu có đi nữa thì đặc biệt lắm thôi, chứ còn không có nhận lời nhiều. Nhưng mà có những cái việc nó đến thì chúng ta phải tùy duyên. Vì vậy cho nên tâm cũng muốn, cho nên cũng có mặt ở đây. Tùy duyên mà, tâm tùy duyên. Như vậy thì thưa đại chúng, Đức Phật dạy chúng ta cái quan trọng nhất là cái điều phục được cái tâm của mình. Nhưng mà chúng ta cũng không quên cái phần tu thân. Tu thân đây là gì? Là chúng ta phải duy trì sức khỏe để chúng ta có thể tiếp tục được một lộ trình tu tập. Tại vì nếu như mình muốn đi đường trường mà mình không có đủ sức thì mình cũng không làm được. Hôm nay thì Pháp Hòa chỉ ở trong cái phạm vi mà Đức Phật dạy chúng ta điều phục cái tâm ý của mình. Bởi vì điều phục tâm chính là cái gốc rễ của sự tu hành. Hay nói cách khác là làm điều phục là gì? Là mình điều chỉnh được. Không phải là mình turn off, cũng không phải là mình turn on, mà mình adjust. Tiếng Mỹ adjust tức là mình điều chỉnh, khi nào cần cái này, khi nào cần cái kia. Ví dụ có những lúc mình giận, nhưng mà mình muốn nói cho người đó biết cái điều mình bất đồng, nhưng không nhất thiết mình phải turn on 100%. Chừng 20 độ là người ta biết mình nóng rồi, phải không? Nhưng mà nếu mình shut down, mình không nói gì hết thì tỏ vẻ như lạnh lùng. Nhiều khi người ta không biết mình muốn cái gì, thành thử ra người ta sẽ tiếp tục làm cái điều đó sai, vì chúng ta không có thổ lộ cái điều đó. Cho nên có một bài kinh Đức Phật dạy rất hay. Bởi vì điều phục tâm á, là mình phải biết tùy duyên mà điều chỉnh. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm mình nó thiên biến vạn hóa, mà nó vô thường dữ lắm. Một lát bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, nội cái chuyện mà hằng ngày mình ăn uống thôi mình cũng đổi 360 kiểu chứ không phải là bình thường. Chưa nói, nó là chỉ ăn, chứ chưa nói khi mà tiếp xúc những người xung quanh mình cũng thay đổi cái tâm mình ghê gớm. Nhiều khi mình chỉ mới nghe về người đó là mình thương đáo để, mà tới gặp rồi mới nói trời, tôi nghe nói tôi thương, tới hồi tôi gặp tôi ghét muốn chết. Vô thường, phải không? Và rất nhiều khi mình gặp cái người đó, mình muốn giúp cho người đó ít, nhưng mà khi gặp rồi mình thấy hoàn cảnh đó người khổ quá, mình lại giúp nhiều. Chứ cái tâm mình nó biến chuyển, nó vô thường rất là nhiều. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy á, mình phải tùy duyên mình điều phục cái tâm. Và Đức Phật dạy á, mình phải làm sao điều phục tâm qua ba cái tướng.
Một á, Đức Phật gọi là tướng chỉ, tùy duyên điều phục tướng chỉ. Hai là tùy duyên điều phục tướng động. Ba là tùy duyên điều phục tướng xả. Bây giờ Pháp Hòa đưa một cái ví dụ gọi là hướng chỉ, tướng chỉ. Bởi vì cái tâm của mình nó rất là lăng xăng, ngồi đây chứ cũng có suy nghĩ chuyện khác rồi đó. Nếu mà ai ở xa chút là kéo đồng hồ coi có mấy giờ rồi, đúng không? Còn ai mới đi làm về chưa ăn là hít chùa có mùi gì đó, lá ghé hàng. Mình ngồi đây nhưng mà cái tâm mình nó tiếp tục nó vận động, nó làm việc. Cho nên cái tâm mình quý vị có nhận là nó động không? Vô ngồi tụng kinh, mà đang ngồi tụng vậy đó mà gặp bà bạn mình cái ê lại ngồi đây nè. Hoặc là nhiều khi mình đang ngồi nghe giảng đây mà mình còn đang trông chờ ai đó lấy cái bóp để cái ghế kế bên, mà thấy giờ này bắt đầu mà sao chưa thấy tới là alo đang ở đâu. Thật ra tất cả những cái đó không có gì tội hết, nhưng mà nếu mình không biết cái đó mà mình để cho nó cuốn mình thì chúng ta mãi sống với cái tâm động. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tùy thời mà điều phục cái tướng chỉ. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi chúng ta phát giác cái tâm mình còn nhiều cái động, cho nên mình cần phải tìm cách để mình tịnh cái tâm. Có nhiều người niệm Phật, có nhiều người tụng kinh, có nhiều người trì chú. Như vậy thưa đại chúng, là tất cả những cái đó là những cái pháp để giúp cho mình tịnh cái tâm. Cái pháp đó gọi là pháp chỉ. Chỉ là dừng, chứ không phải pháp này. Không phải chỉ chỏ, chỉ là dừng. Cái pháp này để mình dừng được cái tâm của mình. Tùy thời mà chúng ta vận dụng cái tướng chỉ. Ví dụ quý vị ngồi niệm Phật, niệm một hồi cái theo cái phương pháp niệm Phật mà A-di-đà-phật bấm hộp, A-di-đà-phật bấm hộp, mình trụ vô cái đó một hồi, cái bắt đầu bây giờ miệng thì vẫn A-di-đà-phật mà cái đầu của nó lật gật vậy. Cái đó gọi là mình rơi vào cái trạng thái hôn trầm. Thì nếu mà như mình rơi vào cái trạng thái đó thì Đức Phật nói cũng không nên. Bởi vì mới đầu là mình dùng cái phương pháp định tâm là bằng cách niệm Phật, nhưng một hồi thì mình đã bị cái pháp nó lờn rồi. Nó lờn rồi thì bây giờ miệng vẫn niệm Phật, tai vẫn lần chuỗi, nhưng mà thật sự không còn ý thức nữa. Không còn cái tỉnh giác là mình đang niệm Phật, nghe rõ tiếng niệm Phật. Cho nên pháp chỉ này bây giờ nó bị rơi vào cái trạng thái buồn ngủ hôn trầm. Có không? Thì bây giờ Đức Phật dạy chúng ta cái bước thứ hai là tùy thời mà trường hợp đó chúng ta đổi cách. Ví dụ như niệm Phật á, mà quý vị ngồi tê chân thì quý vị xả chân ra. Xả chân ra xong quý vị niệm hồi bớt cho nó tê chân rồi. Bớt tê rồi bắt đầu đứng dậy. Đứng dậy đi vòng vòng phòng khách, vẫn cái câu niệm Phật đó, A Di Đà Phật, bước một bước. Hoặc là Nam Mô A, bước một bước. Di Đà Phật, bước một bước. Mượn cái động để giúp cho mình vẫn ở trong cái tịnh. Nếu như á, mình chấp chặt vào không, niệm Phật phải ngồi để Phật biết mình là ai, thì cái này Phật cũng không có khuyến khích. Mặc dù Phật dạy chúng ta là điều phục cái tâm, tuy nhiên Đức Phật vẫn biết mình rất rõ là làm một hồi mình lờn. Pháp Hòa xin thưa đại chúng, cải lương mà có hay cỡ nào á, mình ngồi cũng đổi kiểu ngồi, chứ ngồi hồi nó ngủ, đúng không? Thì tu cũng vậy, bất cứ quý vị ngồi đây vậy chứ chút xíu là quý vị đổi tướng cho coi. Cho nên Đức Phật biết như vậy, cho nên Phật dạy tùy thời trụ vào cái tướng chỉ. Nghĩa là mới đầu mình có cách để điều phục tâm động là bằng cách là mình dừng lại, rồi mình chú tâm mình tu một cái pháp nào đó. Nhưng mà mình thấy nếu như mình đã rơi vào một trạng thái hôn trầm buồn ngủ, đừng tiếp tục.
mà chúng ta tùy duyên đứng dậy. Đó, tùy duyên điều phục cái tâm mà không để cho nó bị cái hôn trầm ngồi đó nó ngủ suốt buổi, mà cứ gọi là ngồi thiền hay gọi là niệm Phật, rồi là bắt đầu mình kiếm một cách khác để điều phục nó. Quý vị hiểu được cái chỗ điều phục không? Mà tùy duyên điều phục, cho nên Phật gọi là tùy duyên điều phục. Dùng cái tướng chỉ là dừng, nhưng cẩn thận nếu mình rơi vào một trạng thái nào đó. Có nhiều khi mình tụng kinh, tụng không dấp một chữ nhưng mà nó ngủ mất đất rồi. Tại vì bây giờ mình tụng bằng cái tâm thức, cái trong cái tàng thức mình nó tuôn chữ ra thôi, chứ ý thức không còn nhận biết được, nó ngủ rồi. Cái nhận biết của lỗ mũi, nhận biết của cái con mắt, nhận biết của cái tai, nó ngủ mất rồi. Thí dụ bây giờ quý vị mà trì chú Vãng Sanh hay chú Đại Bi mà niệm chừng 108 biến rồi, mà ngồi đó là vẫn hát ra dạ dạ, nhưng mà thật sự là mình bắt đầu đi vào cái trạng thái ngủ gật. Thì Đức Phật nói nếu lỡ bị như vậy thì nên đứng dậy tìm một cách nữa. Pháp Hòa hay bày cho các vị, hôm nào thí dụ như những vị mà chuyên tu thiền hay là tu niệm Phật, hôm nào thấy tâm mình không yên, niệm Phật không yên, tâm mình nó suy nghĩ nhiều quá, ngồi thiền mình đừng có sợ gì hết, đứng dậy mở kinh ra lại sám hối. Hoặc là không biết gì phải không, cứ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật lại xuống lại, lại nhẹ nhàng, lại thuần, cũng là một thời thiền đó, nhưng mà thiền lại Phật. Để chi? Để trị cái bệnh hôn trầm tán loạn của mình. Ở trên, ở bên chùa Pháp Hòa bên Canada đó, sáng là các thầy thức dậy công phu. Hồi các thầy còn nhỏ còn trẻ đó, thì Pháp Hòa có một cái đặc biệt là thầy nào còn đi học thì có thể du di cho miễn thời công phu sáng. Nhưng mà cuối tuần chỉ ngày chủ nhật là phải thức dậy để công phu. Ngày thường thứ hai tới thứ sáu phải thức sớm đi học. Thứ bảy Pháp Hòa cho ngủ, tại vì năm ngày kia đã thức sớm rồi, bây giờ cuối tuần mà bắt thức sớm nữa tội, cho nên Pháp Hòa cho ngủ sáng thứ bảy. Thương vậy thôi chứ. Nhưng mà sáng chủ nhật á, là tất cả đại chúng phải có mặt công phu, không được nghỉ. Nhưng mà lên tụng năm đệ lăng nghiêm, tai vẫn thỉnh mỏ, mà chưa tới đệ ngủ mà ngủ trước đệ ngủ rồi. Đệ nhất hội lăng nghiêm, đệ nhị hội, đệ tam hội, đệ ngũ hội là hội thứ năm. Thì Pháp Hòa thấy không ổn, cho nên bây giờ Pháp Hòa đổi cách. Thay vì sáng công phu, sáng lại sám hối. Tại vì lại như vậy nó động, mà động là không ngủ. Vậy thì một tiếng đồng hồ không có phí. Mình ngồi đó làm chi, để gọi là tụng lăng nghiêm, để gọi là ngồi thiền mà mình gật lên gật xuống, hết giờ mình đứng dậy, năm này qua tháng kia mà không lợi gì hết. Cho nên sáng chủ nhật mấy chục năm nay rồi, cứ lại cái quyển Vạn Phật 11.700 vị Phật, cứ mỗi chủ nhật sáng trăm Phật tử khắp nơi ở vùng anh đó, ai thích lại Phật sáng chủ nhật về chùa lại Phật, lại hết quyển này lại qua quyển khác mà bao nhiêu năm nay. Thành thử ai cũng tu hết mà không ai ngồi gật hết. Quý vị hiểu ý rồi không? Cái đó gọi là tùy thời dùng cái tướng chỉ, nhưng mình thấy nếu cái đó không hợp là phải đổi. Vẫn tu chứ có bỏ tu đâu. Cũng giống như quý vị ăn chay, nếu quý vị mà ăn chay á, mà ăn thí dụ phát nguyện một tháng, nhưng mà bây giờ ăn một, có một cái khổ gì đó, cái nạn gì đó, nguyện ăn tháng. Lúc khổ thì nguyện dữ lắm, nhưng mà tới hồi hết khổ được chuyện rồi ăn không nổi. Cái bắt đầu khi ăn không nổi á, thì cái tâm nó bất an. Mà tâm bất an thì nó ảnh hưởng đến cơ thể sức khỏe. Cái bắt đầu nói chắc nguyện ăn tháng không ăn Phật quở. Phật đâu có rảnh, Phật đâu có quẩn mà kiếm ai ăn chay phù hộ, ai quỵt nợ ăn chay phạt, không có. Nhưng tâm lý mình nguyện mình không làm cho cái tâm mình nó bất an. Lên cho bà biết và nói bây giờ ăn ngày được không? Dạ được.
Quý vị nguyện 1 tháng 30 ngày, phải không? Bây giờ ăn 30 tuần được không? Mỗi chủ nhật ăn 1 ngày, ăn 3 cái chủ nhật cũng hết 1 tháng. Còn hơn là nó không được, phải ăn suốt 1 tháng 30 ngày liền mới gọi là trả lễ. 5 ngày rớt, 5 ngày rớt, mà rớt mà trong cái trạng thái bất an. Thà là mình biết có ngày chay chủ nhật thôi, ăn 30 chủ nhật là đúng tháng. Quý vị hiểu chỗ bà nói không? Tu dễ lắm, nhưng mà biết tu mới dễ. Không biết tu trần ai khoai củ mà không được gì hết. Tại vì mình cứ bị phải dày phải kia. Quý vị niệm Phật ngồi đâu niệm cũng được. Thậm chí xin phép đại chúng, trong 48 pháp niệm Phật, 48 cách niệm Phật, trong đó có một cách ở trong nhà vệ sinh niệm cũng được, ở trong nhà bảo sanh niệm cũng được. Đâu nhất thiết phải ngồi ngay hướng Tây để niệm để Phật biết đâu. Buổi chiều mặt trời lặn hướng Tây, ra ngồi ngay hướng Tây niệm, nắng ăn đen nám hết. Rồi nói Phật không linh, tu sao càng ngày càng xấu. Rồi gì nữa? Rồi bây giờ mình ngồi mình niệm như vậy rồi thì nắng riết đó, mình cũng có thể mình bệnh cảm nắng. Đâu có ai bắt mình phải ngồi hướng Tây, dở hết kinh ra coi. Đâu có ai nói là phải ngồi ngay hướng Tây mới gọi là niệm Phật. Hỏi tại sao Phật Di Đà ở hướng Tây? Mà bây giờ thưa đại chúng là có 10 phương Phật. Nếu mà quý vị chọn một Phật nào đó mà giờ Phật đâu Dược Sư hướng Đông, Phật nào hướng Bắc, rồi hướng trên ngồi đâu, mà hướng dưới ngồi đâu. Cho nên đừng có đặt cho mình cái gì đó. Cái đó gọi là tùy thời điều tâm tướng chỉ. Quý vị rõ được chỗ đó chưa? Có nhiều khi có nhiều vị lên nguyện tụng Địa Tạng. Tụng Địa Tạng xong thì giờ Địa Tạng dài quá mà sợ tụng nửa chừng sợ tội. Thì bây giờ kinh Địa Tạng đã chia sẵn 13 phẩm thì mình cứ theo phẩm mình tụng thôi. Mình nguyện tụng mấy trăm bộ cũng không sao hết, nhưng mà mình tùy sức mình tụng. Tụng mà một thời kinh mình nó trọn cái ý còn hơn mình ngồi suốt buổi mà không được gì. Cái đó là mình lấy cái tâm tu, như mình biết điều chỉnh cái tâm của mình. Và cái tâm của mình nó loạn cho nên mình tìm một cách nào đó để cái tâm mình nó trụ. Nhưng mà trong khi trụ mà nó rơi vào cái hôn trầm thì phải đổi cách, chứ đừng chấp vào cái tướng trụ đó. Bây giờ Phật dạy cái cách tùy tâm, tùy duyên điều phục tướng động. Hồi nãy chỉ ra phải không? Và tướng cử, cử là gì? Cử là động. Thí dụ, muốn cho đại chúng được vui, lâu lâu hát một câu cho quý vị nghe. Cái đó để làm gì? Để mọi người tỉnh, để mọi người cười một chút thoải mái, rồi tiếp tục trở lại nghe pháp. Và thậm chí có những câu hỏi người ta hỏi mà người khác có thể có cái thái độ với câu hỏi, thì cái vị giảng sư á, để làm cho người hỏi không bị khó chịu, tạm dùng chữ là quê, vì người khác chế nhiễu cái câu hỏi mình, vị giảng sư giỡn đùa với câu hỏi đó một chút để cho đánh làm tan đi những cái tâm niệm. Người ta không biết người ta hỏi, chứ người ta đâu có cố tình quậy phá gì. Nhưng mà tại vì mình hiểu câu hỏi rồi mình cho câu hỏi đó là câu hỏi không đáng, vân vân, những cái trường hợp như vậy. Cái vui mà trong đạo lâu lâu cho mình vui, nhưng đâu phải lấy cái đó làm cái chuyện chính yếu của người tu đâu. Thành thử trong cái động để cho mọi người có một chút thoải mái, nhưng nếu chúng ta lấy cái động làm chuẩn thì chúng ta lâu ngày bị cái trạng thái gì? À, buông lung mà không có cái sự định tĩnh. Phật hay lắm. Buổi tối là cái giờ hạnh phúc của Pháp Hòa đó. Khi mọi việc xong rồi, 2-3 giờ sáng, mặc dù mệt một ngày làm việc, nhưng những trang kinh như vậy đó nuôi dưỡng Pháp Hòa từng đêm. Đọc những lời kinh đó thấy thương Phật. Phật dạy từng ly từng tí mà Phật biết được cái tâm niệm của chúng ta. Phật mới nói là tùy duyên điều phục tướng cử.
nghĩa là động nhưng đừng để nó trở thành ra một cái thói quen, lâu ngày mình sống buông lung không tốt. Phong gọi ví dụ ha. Thí dụ như á, cái hồi nãy Pháp Hòa bày quý vị ăn chay, đó là tại vì đối với những người mà người ta chưa có quen. Nhưng mà thí dụ mình là người thuần thục, mình đừng có buông luôn cái đó thì nó mất cái cơ hội thăng tiến tạo tu tập của mình. Mình được ăn thoải mái mà sao mình không ăn? Trường hợp kia là phương tiện cho những người sơ cơ bắt đầu. Chúng ta là những người thuần thục thì đừng theo cái đó. Cũng giống như Pháp Hòa hay nói, quý vị ăn chay kỳ, thí dụ như những lúc quý vị ăn chay kỳ, quý vị kiên cử được hoàn toàn để cho một ngày chay mình thanh tịnh. Thí dụ như tỏi hành, thường thường ta hay nói tỏi hành đâu có sao, thật sự là không sao. Nhưng mà vì theo cái tinh thần của chư tổ muốn mình thuần thục cái chuyện thanh tịnh khi mình thọ chay thì không nhất thiết. Cho nên á, đối với mỗi một cái căn cơ của mỗi người thì chúng ta có thể du di, chúng ta tùy thuận. Nhưng nếu mình không phải là người ở trong cái trạng thái đó, đừng có nhảy xuống. Đang ở đây cái nhảy xuống sống theo cái kiểu một thì mình lại quá ra tu mà tu tuột chứ không tu lên. Mình được cái thăng tiến thì mình phải thăng tiến chứ. Thí dụ mình ăn một leo 30 ngày thì tốt thôi, đừng bắt trước. Này người ta những người sơ cơ. Thí dụ như người ta chưa có quen, người ta chưa có quen tụng kinh à, thì mình mới hướng dẫn cho người ta những cái bài kinh căn bản, thậm chí không cần chuông mỏ. Còn nếu chúng ta có phương tiện nào làm được đúng bài bản trong cái tu tập của mình, cứ làm không sao cả. Thì Đức Phật nói là cái tướng cử là gì? Là chúng ta có những cái trạng thái là tùy duyên cho nó, cho nó phấn chấn hoan hỷ lên. Chẳng hạn như hát. Nhưng mà cái hát không phải là cái làm, là không phải là cái chính của người tu. Chẳng qua là lâu lâu hát một câu chỗ vì vui vậy thôi, chứ đâu phải làm chuẩn. Nhưng mà nếu chúng ta khó khăn quá tu hành mà còn hát hò thì người mà những người người ta mới bắt đầu ta cảm thấy boring, không vui. Nhưng mà nếu chúng ta lại để cái chuyện đó nó hát hò suốt ngày thì nó lại thành ra không tốt. Thấy không? Bởi vì sao? Bởi cái tâm mình nó chưa thuần, có đôi lúc nó phải như vậy, có đôi lúc nó khác. Để làm chi? Chẳng qua là để tiếng Mỹ gọi là comfort, làm cho cái tâm mình nó êm dịu, nó nhẹ nhàng để nó đi qua. Có nhiều khi giống như ở chùa có nhiều Phật tử mới nói: thầy ơi, sao thầy đi giảng khắp nơi thầy hát mà ở chùa không bao giờ thầy nghe thầy hát? Đấy, tại lâu lâu người ta nghe người ta vui, chứ ở nhà quý vị nghe riết khỏi đi chùa. Ở chùa ít khi nào Pháp Hòa quý vị thấy Hòa hát hò gì trong những buổi pháp thoại lắm. Nhưng mà đi xa đông đảo, căn cơ mọi người có khác. Và cũng để đáp lại tấm lòng thương mến của quý Phật tử, lâu lâu Hòa hát một câu, chứ Pháp Hòa đâu phải ca sĩ đâu. Phải không? Đâu phải, đâu có ham vui cái chuyện đó. Chùa cũng vậy, lâu lâu có những cái buổi văn nghệ. Chứ nếu mà chùa mà tuần nào cũng đại nhạc hội thì nó không phải là cái chùa. Quý vị hiểu ý mà nói không? Thành thử ra cái đó gọi là tùy cái duyên mà chúng ta điều phục tâm động hay chỉ. Nếu mà động, nếu mà chỉ mà nó mệt mỏi quá thì lại động. Nhưng mà động quá mà không có chỉ thì nó lại buông lung. Quý vị thấy Phật dạy không? Chứ mình tu á giống như con mình cũng vậy. Pháp Hòa hay hướng dẫn cho quý vị, nếu mà nó xin đi chơi lần nào mình cũng không cho thì nó đâm ra nó chán nản cho gia đình, ba mẹ không có biết gì hết. Nhưng nếu mình cho nó đi mỗi lần xin được thì nó sẽ thừa thắng xông lên. Cho nên thí dụ mình tùy cái tuổi nó, nó còn hỏi mình là nó tôn trọng mình. Ở cái xứ này mà, ở Việt Nam khác, đi thưa về trình. Ở đây nó khỏi trình, nó text không à. Nó đi đã đời, nó tới chỗ, nó nói hi mom, I'm there. Làm gì nó? Đúng không?
Ở Việt Nam mình ngày xưa là đi thưa về trình, ở đây là đi khỏi cần thưa, text only. Và đôi khi nó còn nói good enough. Cho nên đối với con cái, chỉ quá cũng không được, đậm quá cũng không được, lại càng không trụ tướng xã. Đức Phật dạy cái pháp thứ ba, tùy thời trụ tâm hướng tướng xã. Xã là gì? Mặc dù xã nghĩa là chúng ta buông xả nhẹ nhàng, nhưng nếu chúng ta buông xả hoàn toàn, có thể chúng ta không chứng được gì hết. Ví dụ như mình nói bố thí là mình xả, thí là xả chứ gì nữa. Nhưng mình xả cũng phải có tùy chuyện chứ, xả đúng thứ chuyện hết, kêu xả láng. Mà xả láng là sáng về sớm, tại mù lưới hết tiền. Chơi là cần, tại vì nó là entertain, nó là cái giải trí. Nhưng nhớ nó chỉ là giải trí, lâu lâu buồn mình giải trí, chứ giải trí không phải là cái chính yếu của cuộc sống gia đình. Từ công việc làm ăn, cuộc sống hạnh phúc gia đình, cho đến đời sống của người tu. Các thầy tu lâu lâu quý vị cũng phải cho giải trí chứ. Ở trên Tây Thiên Pháp Hòa cho các thầy mua cái lưới chơi basketball, chơi đá banh, chơi hockey. Tại sao? Tại Pháp Hòa rất là vui là anh em huynh đệ trong chùa không bao giờ lên trên Pháp Hòa mà thưa thầy cuối tuần này thầy cho con đi shop với bạn con được không? Chưa bao giờ. Cuối tuần huynh đệ rủ ra ngoài sân đạp xe đạp, chơi banh với nhau. Thứ nhất là thể thao, thể dục. Thứ hai là vẫn còn ở trong cái đất của chùa mình nhìn thấy được. Bây giờ ví dụ mà bây giờ lỡ trường hợp mà phải khởi cái tâm đi xin đi chơi đi, khổ lắm. Cho thì mình sợ mất, mà không cho thì nó đâm ra nó oán. Cho nên Pháp Hòa rất là mừng các thầy chưa bao giờ lên xin mấy cái chuyện đó, đỡ giải quyết lắm. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta, từ cái mái gia đình mình cho đến bạn bè, quý vị thấy không? Mình khó quá thì người ta nói mình khó, mà mình dễ quá thì người ta coi thường. Cho nên chúng ta phải tùy duyên mà chúng ta du giảm. Có khi trụ tướng chỉ, có khi trụ tướng cử. Cử tức là chúng ta động. Như nãy Pháp Hòa xin thưa, lâu lâu giỡn với chuyện chơi vui, nhưng cái chính quý vị biết có những khi câu chuyện vui, cười một cách hoan hỷ, nhưng sau một cái trận cười hoan hỷ đó, nó bàn bạc cái đạo lý trong đó. Chúng ta nghe xong chúng ta ngẫm nghiệm thấm. Khi thấm đó gọi là lạc. Hồi nãy cười rần rần là hỷ, nhưng mà sau trận cười đó rồi thấm. Cái đạo lý nó rất hay, mà nghe xong rồi thì nuôi dưỡng mình. Cho nên chúng ta trong nhà Phật chúng ta có hai từ: hoan hỷ, an lạc. Khi vui thì chúng ta cười, khi lắng tịnh chúng ta có niềm vui sâu lắng. Cho nên có những người mà ta tu tập á, tại sao người ta ở trong cái trạng thái tịnh mà người ta tu suốt đời được? Tại vì người đó có an lạc. Còn tại sao mình ở trong chùa mà mình không an lạc, cứ buồn phiền giận trách? Là vì mình chưa biết trụ. Cái tâm mình nó biến đổi, nó vô thường, mà mình chưa thấy rõ cái tâm mình. Cho nên thưa đại chúng, trong cái sự tu tập, Đức Phật dạy chúng ta là cái chính yếu. Bây giờ quý vị chỉ cần nhớ vậy nè: mình là Phật tử, tu theo Phật để rõ được cái tâm. Tâm mình muốn cái gì, khởi cái gì mình biết, để mình điều chỉnh nó. Có những lúc chúng ta có thể vui vẻ thoải mái, nhưng lúc nào cần trụ lại phải chỉ. Nhưng nếu chúng ta cứ chỉ mãi thì ta nói boring, tu mà không có vui. Cho nên quý vị biết không, ở bên Phật giáo phát triển, tức là các vị hòa thượng
có những cái phương tiện độ sanh rất là hay. Ở bên Đài Loan á, có Phật Quang Sơn ở Cao Hùng, có hội từ tế của Ni Sư Chứng Liên, Chứng Nghiêm, có Pháp Cổ Sơn của Hòa Thượng Thánh Nghiêm. Quý Hòa Thượng là những bậc tu hành, nhưng mà các ngài mở cửa phương tiện rất nhiều để làm sao tất cả quần chúng Phật tử trong mọi tầng lớp xã hội đều hướng Phật hết. Phật Quang Sơn á, mở nơi làm nhang, mai tọa cụ Bồ Đoàn. Rồi Hòa Thượng chiêu những cái người làm á, tới hướng dẫn cho người ta biết cách mai vá theo chè chùa, sau đó tạo công ăn việc làm cho họ hết. Họ vẫn là Phật tử. Mà họ vẫn là Phật tử. Nếu mình nói chùa không làm mấy việc đó thì mình mất họ. Tại vì họ phải đi làm chỗ khác. Mà làm chỗ khác có thể họ rơi vào những cái nghiệp nghề mà không đúng với chánh pháp. Mở ra những cái tiểu mở những cái quán trà nhỏ, mở nhạc thiền. Ai vô chùa xong, lễ Phật xong ra ngoài, có một quán trà, ăn một miếng bánh, uống một chung trà, đọc sách, nghe nhạc thiền, nói chuyện đạo, thay vì người ta ráng quán cà phê. Quý vị hiểu và nói không? Thành thử ra Phật giáo không hề thụ ở một cái chuyện gọi là tu. Có những chúng sanh người ta chưa tới. Người ta chưa tới thì mình mở cửa phương tiện. Cho nên ở chùa mình á, ở trong nhà chùa á, là hay có cái chuyện mà Phật tử về chùa lấy Phật rồi ăn chay. Nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta hiểu được cái ý nghĩa nó, chúng ta không trách. Nhưng mà tại vì đôi lúc chúng ta bị cái công việc nó lôi mình quá thì mình lại mất đi cái sự tu tập. Cho nên thưa đại chúng, hai chữ công quả đó lớn lắm. Không phải đơn giản chỉ về chùa công xương làm kêu công quả đâu. Nếu nói công, chúng ta bỏ hai thứ công mới có quả. Cái công thứ nhất là công sức. Đồng ý không? Không có công sức đâu có làm được. Thí dụ như quét nhà nè, lau bàn, xếp ghế, rửa chén, sắt gọt, nấu ăn, biết bao nhiêu công sức. Đó là công sức. Cái công thứ hai là trong khi chúng ta vận dụng công sức, chúng ta phải có công phu. Mình sắt gọt, nhưng mà lỡ ai vô phụ mình, người ta không biết, người ta làm trật, giây phút đó sẽ thể hiện công phu. Nói sao mà người phụ mình ta mát lòng, ta tiếp tục ta phụ. Sau đó người làm, người phụ mình cũng được công đức, mình ra có công quả. Hôm nay làm việc bỏ công sức ra làm mà lời nói cũng rất dễ thương, về nhà ôm nguyên quả, gọi là công quả. Còn nếu mà chúng ta tức cái người kia, nói những cái lời khó nghe, người kia là người tới phụ, trời ơi, tôi tới đây phụ chứ tôi có ăn uống gì trong này đâu mà la tôi giống như là người ở vậy, nghỉ không tu nữa, không đi làm nữa, thì rốt cuộc bên ôm quả đạn, bên ôm quả bom, về nhà hai quả. Chữ công quả nó lớn lắm, nó không phải đơn giản như mình chỉ nghĩ là vô chùa làm gì đâu. Thì quý vị cứ nhớ là công có hai cách. Trước mắt là chúng ta đổ công chúng ta làm, đó là công sức. Nhưng chúng ta trong quá trình làm, chúng ta phải có công phu tu tập. Từ cái sắt gọt, từ cái quét nhà, từ cái rửa chén, nhất nhất đều là tu hết. Không phải thầy giảng sư, cái chuyện mà thầy giảng sư lên ngồi giảng đạo lý là chuyện bình thường. Quý vị ở dưới bếp mà quý vị vẫn thuyết pháp được, ở văn phòng mà quý vị vẫn thuyết pháp được, quý vị mới là phi thường. Mình làm việc trong văn phòng là đại diện cho cả một cái hệ thống sinh hoạt của chùa, mà lời nói nghe nó chua, người ta tới người ta thất vọng đó. Người ta thất vọng lắm. Người ta nghĩ rằng ông thầy ông dễ thương, vậy chắc đệ tử ông cũng phải thương cho dễ. Mà rốt cuộc ông thầy ông dễ thương mà đệ tử dễ ớn. Ủa không? Cho nên lúc nào đi chùa làm công quả, Pháp Hòa cũng đều nhắc,
Quý vị nào lên chùa Công Quả, trước hết lên lễ Phật. Lễ Phật rồi hạ xuống bếp, lễ Phật rồi mới ra làm việc. Cũng giống như quý vị đi làm mà phải cà thẻ vậy đó. Cà thẻ mới có tính tiền được chứ, không cà thẻ mất lương sao. Thì lên lễ Phật là cà thẻ đó. Rồi điều thứ hai, nếu lỡ chân đau do hoàn cảnh gì đó không lên được tới trên chánh điện, ở dưới bếp có thờ ông giám trai đó. Thường thường trong bếp có thờ ông giám trai sứ giả đó, đứng trước tượng của ngài Xá Ngài Ba Xá, Bồ Tát giám trai. Hôm nay con về chùa Công Quả, Bồ Tát phù hộ cho con làm công quả trọn một ngày hạnh phúc an lạc. Hồi nãy mình phát nguyện vậy rồi, mình nguyện vậy rồi, nói tóm tắt là xin xỏ rồi, thì phải ráng thực hiện cho được, điều chỉnh cái tâm đó. Tại cái tâm của mình hồi nãy vô là phấn khởi lắm, vô hồi nó hết phấn khởi, nó bỏ mất phấn nó còn khởi. Thí dụ vậy. Cho nên qua bài kinh này, Pháp Hòa xin thưa đại chúng là Đức Phật dạy chúng ta cái tu chính yếu là chúng ta điều phục cái tâm mình. Hễ mình bị cái gì thì lấy cái pháp đó trị. Ví dụ tâm mình loạn động, mượn một pháp tu như ngồi thiền, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, định nó, chỉ nó lại, đừng cho nó tiếp tục. Nhất là các vị ngồi thiền quán hơi thở, hít vô, thở ra, đếm 1, hít vô, thở ra, đếm 2. Cái đó gọi là sổ tức. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Ngồi yên đếm hơi thở gọi là sổ tức. Rồi có khi mình bỏ cái cách đếm đó đi, hít vô biết đây là hơi thở vô, thở ra biết đây là hơi thở ra. Cái này gọi là tùy tức. Tùy là đi theo, tức là hơi thở, mình theo dõi hơi thở. Và trong khi mình sổ tức, trong khi mình tùy tức, có thể hồi nó rơi vào trạng thái hôn trầm. Cho nên mình có thể đổi đề mục, hít vô tôi vững chãi, thở ra tôi bình an. Làm như vậy chừng 10 hơi thở cái mình đổi, hít vào thân an, thở ra tâm lắng. 10 hơi thở bỏ, kiếm chữ khác. Thí dụ mình đang giận đi, hít vô tôi đang giận, thở ra tôi đang sống với, tôi đang điều phục giận. Giận điều phục giận. Một lát nữa giận mình nó lắng, ra gặp cái người đó vẫn nói nhưng không có cay điếng như hồi nãy. Hồi nãy là nghiến răng trợn mắt chuẩn bị rồi đó, nhưng mà nhờ 10 hơi thở lắng xuống rồi, cái tâm giận tức hồi nãy á, nó được điều chỉnh rồi. Bây giờ ra nói cách khác, nói không có sạc điện, mà nói mà người ta tiếp nhận. Chỉ cần tất cả Phật tử chúng ta trong đời sống hàng ngày, chúng ta hành xử với nhau, sống với nhau mà chúng ta điều chỉnh được cái tâm mình, hạnh phúc lắm. Đây là Pháp Hòa nói bằng cái thực tập của chính mình. Con người mà làm sao không có giận. Nhưng mà khi mình giận lên mà mình định thốt cái lời đó xong, mình điều chỉnh lại được. Hồi nãy họ nói cái điều mình bất bình lắm, nhưng mình điều chỉnh lại được. Bị người ta nói oan tức không? Tức lắm phải không? Mình muốn nghĩa là ăn thua đủ đó. Nhưng mà bảo đảm cuộc đời này ăn thua không bao giờ đủ. Tại vì mình muốn đủ thì người ta cũng muốn đủ, mà hai người đu đủ, đu để đủ, thành thử rốt cuộc trèo lên làm khổ cho nhau. Người mình nói được một thì người kia cũng nói được. Pháp Hòa hay nói với mấy thầy nhỏ, cái gì mà các con nghĩ được người khác cũng nghĩ được. Mình là bình thường để mình nghĩ ra được chuyện đó. Thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ đi, đây Pháp Hòa mới đưa một cái ví dụ ha. Hồi nhỏ đó mấy thầy ở chùa tu á, là Pháp Hòa không cho xài internet. 10 giờ tối là Pháp Hòa tắt đường line hết. Thầy nào chú nào muốn vô internet á, là không bao giờ được đi một mình, phải đi hai người. Thí dụ nói thầy ơi con cần internet làm bài, ai sẽ ngồi với con?
nói dạ huynh đó đệ đó, rồi cho vô ngồi. Có nhiều khi sáng tối khuya mình quên tắt á, tranh thủ sáng thức dậy sớm chơi game, cái Pháp Hòa vô Hòa gõ cửa phòng, cái nghe Pháp Hòa tới cái tắt cái internet đi, tắt cái monitor đi. Cái Pháp Hòa bước vô phòng vẫn giả bộ bình thường, sao con thức hồi nào vậy con, mà Pháp Hòa đi tới cái ghế Hòa rờ cái ghế nóng hổi à. Dạ dạ con mới thức. Mình nói ăn bụng, mày mánh tao biết mánh hơn mày mà. Chuyện xưa rồi con, hồi xưa thầy mánh hơn con nữa. Mình nói ví dụ vậy đó. Quý vị có phải là mình kinh nghiệm, mình dạy con bằng cái kinh nghiệm sống của mình hồi nhỏ không? Nói vậy thôi chứ có gì đâu. Tu thật sự tu là gì? Là một quá trình trải nghiệm của tâm. Tu không có gì hết á, là một quá trình trải nghiệm. Và mình experience, mình trải nghiệm cái tâm mình nó như thế nào để mình điều chỉnh nó thôi, chứ không có gì ghê gớm hết. Cho nên hôm nay nhân cái dịp đọc lại một bài kinh, Đức Phật cảm cái bài kinh này và Pháp Hòa mang ra chia sẻ với đại chúng. Đức Phật dạy: này các thầy tỳ kheo, các thầy nên tùy duyên mà điều chỉnh ba tâm. Điều chỉnh cái gọi là tướng chỉ, cái gọi là tướng cử và cái gọi là tướng xả. Nếu mà cái gì mình cũng buông lung, mình cũng xả hết, không còn cái gì để mình bám trụ, phải không? Cho nên mọi thứ phải tùy duyên. Có những lúc mình phải trụ thì nó mới yên. Có những lúc mình xả nó mới được. Cho nên á, không phải hoàn toàn cái này mà tốt, không phải hoàn toàn cái kia mà tốt, mà chúng ta phải biết tùy duyên. Vậy tùy duyên là gì? Tùy mọi cái hoàn cảnh. Có đôi khi á, mình cho người đó là tốt, có đôi khi không cho mới tốt. Chứ đừng nghe nói Phật dạy bố thí, không bố thí thì không phải là người Phật tử. Thí dụ vậy đi, mình đi bố thí cho những người, người ta phung phí cái tiền đó, thì cái bố thí đó, đó được Đức Phật mệnh là gì? Đức Phật gọi bố thí cách đó gọi là bố thí nhiều mà không có phước. Còn có những cái bố thí ít mà có phước lớn. Đức Phật dạy á, bố thí ít phước đức nhiều, bố thí nhiều phước đức ít. Tại vì mình biết phải biết cho. Thí dụ như con mình nó còn nhỏ, nó đâu biết xài tiền, nhét chi cho nó bạc trăm, rồi tập cho nó từ nhỏ, thôi kệ nít mà cho nó đi. Nhưng khi nó lớn lên rồi, nó đâu còn nít, trăm đâu đủ. Thì nó cần tới bạc ngàn. Tại vì họ 10 tuổi mà biết xài 100 rồi, thì 18 tuổi phải xài bạc ngàn chứ. Mà không đủ thì nó phải đi vơ vét trộm cắp. Cái này gọi là bố thí nhiều mà phước đức ít. Hồi nhỏ các thầy ở chùa Pháp Hòa không có cho nhận tiền. Một năm các thầy chỉ nhận tiền được 2 lần. Thứ nhất là Tết Phật tử lì xì. Thứ hai là nếu cái ngày đó sinh nhật của mình, ai có biết mà lì xì cho mình được nhận. Nhưng mà Tết mà nhận cái tiền lì xì không bao giờ xài được hết, phải trích 50% cúng dường cho người nghèo. Từ ngày các thầy các chú đặt chân vô chùa, ở sống với Pháp Hòa cho tới giờ phút này, cái tinh thần đó vẫn duy trì. Tết Phật tử lì xì bao nhiêu, cắt 50% cúng lại hết. Không phải cúng cho chùa mà đi làm việc bố thí, giúp cho các bạn nghèo, tuổi của các thầy nhưng mà đang nghèo khổ ở Việt Nam, người ta có muốn đi học không có tiền, giúp cho người ta. Thì như vậy thì ý Pháp Hòa muốn, cô muốn gom lại cái ý của Đức Phật là chúng ta phải tùy duyên mọi hoàn cảnh mà chúng ta uyển chuyển nhu nhuyến trong cuộc sống. Đừng có cứng ngắc trong mọi việc mà chúng ta hư việc, mà chúng ta phải có cái tâm nhu nhuyến, cái tâm nhu hòa, cái tâm ôn hòa, cái tâm nhẫn nại, cái tâm tùy thuận. Cho nên Đức Phổ Hiền phát cái nguyện thứ 9 trong 10 nguyện của Ngài là gì? Cửu giả hằng thuận chúng sanh. Hằng thuận không có nghĩa là nó biểu gì mình làm nấy. Mình cũng tư duy quán chiếu, thấy được cái đó
mà chúng ta hằng thuận. Vì vậy cho nên Tổ Thiện Hòa là một vị tổ của Phật giáo Việt Nam. Ngài đã đặt ra cái từ lễ hằng thuận, có nghĩa là lễ đám cưới đó tổ chức ở trong chùa, nhưng mà lễ đó được gọi là lễ hằng thuận. Chữ hằng là thường hằng, chữ thuận là tùy theo cái hoàn cảnh nhu cầu Phật tử. Bây giờ chuyện trai gái lớn lên là chuyện bình thường, nhưng nếu chúng ta không tùy thuận mà hướng dẫn thì cái người đệ tử trẻ đó không biết cách sống. Nó có thể nó sống với nhau mùng 3, mùng 7, nó có sàng có sảy, ráng lắm cũng tới mùng 10, phải không? Bây giờ mình đem nó vô chùa, cho nó lễ Phật, rồi nhắc nhở đôi điều. Thưa đại chúng, năm ngoái mặc dù dịch Covid, Pháp Hòa không đi giảng, nhưng Pháp Hòa bận rộn vô cùng, đủ kiểu đám sám hết, đám cưới qua Zoom, bây giờ là online luôn nha, đám cưới online. Bây giờ nó nói bây giờ tụi con đã quyết định cái ngày cưới rồi, mà bây giờ thôi thỉnh thầy tụi con mở Zoom mà thầy cho tụi con đôi lời, khỏe nữa à, khỏi đi. Có hai em tận ở bên Úc, không có cha mẹ kế bên, rồi làm lễ đám cưới phone qua, hỏi bữa đó có ai với ai con. Dạ có hai chồng con à. Kể Pháp Hòa hỏi mấy đứa ở đâu, nó nói xong cái mới biết là hai đứa ở gần chùa của Pháp Hòa quen, gọi qua ni sư. Ni sư cho hai đứa nó về, ni sư thắp nhang, ni sư lại Phật cầu nguyện cho nó. Xong đúng cái giờ ni sư xong rồi, mở Zoom lên, Pháp Hòa có vài lời. Cái đám cưới nó được 4 người. Cái dịch này nè, ở bên Việt Nam người ta mất á, người ta đâu có được làm đám tang. Rồi nó phone qua, nó khóc lóc, nó nói không sao. Bây giờ nó hỏi bây giờ mẹ con mất vậy, ba con mất vậy, không làm đám đường sao thầy, con muốn làm đám online không? Gia đình làm lễ, Pháp Hòa chỉ cho làm cái bàn thờ, rồi xé khăn tang để sẵn đó hết. Đúng giờ đó mở FaceTime lên, Pháp Hòa tụng kinh phát tang an ủi gia đình. Chết ở đâu, chết như thế nào là một cái bồn của người ta, nhưng mà nó không quan trọng bằng cái tâm thức của người sống và người chết. Nếu mà mình nói rằng không được, phải in person. Thưa đại chúng, ở bên Nhật đó, người ta đã chế ra cái con robot đi tụng kinh đám rồi đó. Bây giờ họ thâu cái bài kinh đám vô một cái con robot mặc đồ thầy tu đàng hoàng, rồi nó mở một cái trung tâm dịch vụ cho mướn robot tụng kinh. Tại bên Nhật đang thiếu thầy tu, vô bấm lên cái nó cũng tụng gõ mỏ gõ vậy đây đó. Trời ơi, cái đó làm sao bằng mình FaceTime mà mình vẫn linh động được. Mình hay cái đó không phải là mình chủ trương, nhưng mà tùy cảnh tùy thời, mà chúng ta tùy duyên tùy sự. Được như vậy chúng ta sẽ sống bình an trong mọi cái thăng trầm, và mình sẽ làm cho người khác thấy rằng đạo Phật không phải là một cái gì mà xưa nay họ đã cảm nhận ra. Phật giáo không phải, mà Phật thật tự là Phật giáo không phải như vậy. Nhưng mà tại chúng ta không biết cho tôi đã đóng khung hết, để cho người khác hiểu lầm Phật giáo là cái lỗi của mình. Thôi thì hôm nay qua bài kinh này, Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng, để chúng ta, đại chúng và tất cả chúng ta tùy duyên điều phục tâm. Mệt chưa? Còn một đống câu hỏi nữa. Này bắt đền hòa thượng á. Thưa đại chúng, có một câu hỏi. Đại chúng có thể nán lại một chút không?
Cháu hỏi nha. Thầy ơi, thầy té vào yêu chưa? Mới mở màn nghe câu té ghế. Mấy câu kế mới hay nè. Sao con yêu lần thứ 101 rồi mà chưa tìm ra bến đổ? Không lẽ con ở vậy hoài suốt đời ư? Trước đây con hay nằm mơ thấy thầy. Cái gì đây ta? Trong giấc mơ thầy đứng dậy, thấy đứng dậy đi theo thầy. Thầy bảo đừng ngủ hoài trong u mê, xin thầy giải thích giùm con ạ. À, có gì nữa đâu giải thích, thầy đã biểu là đừng có ngủ trong mê rồi mà. Thưa đại chúng, cuộc sống của chúng ta là một cái đại mộng, còn những giấc chiêm bao là tiểu mộng. Vậy thì chúng ta dù ngủ hay thức, chúng ta đều trong mộng. Cái quan trọng là chúng ta có thấy được, tỉnh được cơn mộng đó không, để chúng ta vững lòng đi trong các giấc mộng. Đâu phải mình có một người nào đó mới gọi là hạnh phúc đâu. Nhiều khi mình bây giờ mình muốn biết, mình đi tìm những người ta đang có đó, ta hỏi có hạnh phúc không, rồi các vị làm ơn trả lời thiệt cho cái vị Phật tử này yên lòng sống single đó. Tóc mai sợi rắn sợi dài, câu kế là cái gì? À, lấy nhau không được mới nhớ hoài nghìn năm. Cho nên á, thà rằng không biệt thì thôi, chừ nếu biệt được rồi là chạng chệt đi. Con kính cảm tạ công đức của thầy, người đã hai lần giúp con thoát khỏi cơn đau khủng khiếp. Phật tử San Diego. Trong Phật giáo, tận thế là gì? Có phải tận thế thì tất cả sinh vật, kể cả con người, loài vật, kể cả cây cỏ đều bị diệt tận? Và dịch Covid này tới thời điểm này đã được gọi là tận thế chưa? Thưa đại chúng, nếu mà nói về cái thế giới này á, thì nó trùng trùng lắm. Và thường chúng ta cho rằng khi nào mà cái quả địa cầu này nó nổ tung ra tất cả thành bụi thì chúng ta gọi là tận thế. Nhưng mà thật sự ra trong cuộc sống này, nó thời gian và không gian nó vẫn tiếp tục. Ví dụ như bữa nay là tháng 9, còn có mấy tháng nữa thì hết tháng 12, thì chúng ta gọi là một năm. Chúng ta gọi là một năm. Nhưng mà thật sự cái đó là do chúng ta gọi hay thật sự nó hết một năm? Quý vị có hiểu ý hỏi không? Mình đặt ra thôi. Mình đặt ra 365 ngày thì chúng ta một chu kỳ đó chúng ta gọi là một năm, chứ thật ra thời gian vẫn tiếp diễn. Rồi ngày hôm sau đó, sau khi mà nó bắt đầu lại, chúng ta gọi là một ngày mùng 1. Mà hỏi mùng 1 nó ra làm sao? Nó cũng giống như tất cả ngày khác, chẳng qua là do chúng ta đặt nó mùng 1 tháng 1 năm mới thì chúng ta tự nhiên thấy gì nó cũng đẹp, và chúng ta đặt cho nó một số những cái phong tục trong cái ngày đó. Chứ thật ra các pháp nó diễn biến như vậy. Khi nào cái tâm của mình á mà khổ đau cùng tận, không còn muốn sống nữa, có thể tạm gọi là mình tận thế đó. Tại vì sao? Tại cuộc sống này nó vẫn diễn biến như vậy. Chúng ta vui thì nó vẫn vậy, chúng ta buồn nó vẫn vậy. Thì buồn và vui là hai trạng thái của thất tình. Trong cái thất tình nó có 7 thứ: mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Và chúng ta bị liên tục 7 thức, cái thất tình này nó chi phối mình. Cho nên á, mình buồn cũng hết ngày, mình vui cũng hết ngày. Thì tại sao mình không vui để hết ngày?
Cái vui này không có phải là mình hỉ hạ, mình cười cái gì, nhưng mà mình chấp nhận các pháp nó như vậy. Cái vấn đề các pháp nào nó cũng có cái pháp khác để nó điều phục đó. Cho nên Đức Phật dạy, thí dụ Pháp Hòa đưa một cái ví dụ nè. Mình đi đường á, mà anh thấy dũng nước là mình né một bên, thấy dũng sình là mình phải săn quần, thấy nắng là mình che, thấy mưa là mình mặc, thấy trời lạnh là mình mặc áo. Đâu có ai nói ai, tự động mình biết được cái pháp ở bên ngoài nó như thế nào, mà chúng ta ăn mặc như thế nào để chúng ta thích ứng được chứ cái đó. Hễ mà lạnh thì chúng ta phải mặc áo lạnh để chúng ta có thể đi trong cái lạnh. Hễ mà trời mưa thì chúng ta lại mặc áo mưa và cầm dù để chúng ta có thể đi trong mưa, mà nhiều khi còn lõng mọn nữa. Đưa em về dưới mưa. Ta nói ra mưa cũng đâu có phải là cái gì mà nó ghê gớm đâu. Nếu mình không thích trời tận thế rồi mưa. Và quý vị thấy bao nhiêu lần nghĩ rằng như tận thế như là sống thần, nhưng mà cuộc sống nó vẫn diễn biến. Cho nên cái quan trọng là chúng ta, cái tâm của mình đó, trở lại cái tâm nè, chúng ta ứng được các pháp. Có nhiều vị hỏi Pháp Hòa chứ, thầy Pháp Hòa là gì vậy? Dạ, Pháp Hòa là hòa với các pháp. Mặn thì mình thêm chút nước, lạc mình thêm chút muối. Cái vấn đề là mình biết thêm biết giảm, chứ không phải là bắt nó theo ý mình. Thời tiết bốn mùa, mùa nào cũng đẹp. Và thậm chí mình còn trong mùa thu để mình chụp hình mà. Mình mùa trong mùa đông để được mang về bút cho cao, tròn cái khăn tròn lên, đội cái nón lên để làm dáng mà. Phải không? Thành thử ra tất cả các pháp do tâm mình. Mình thích cái là nó vui. Cho nên có nhiều người ta yêu cuộc đời này, ta đâu muốn chết. Đúng không? Cho nên quý vị đừng có lo chuyện tận thế gì hết đó. Cái quan trọng là mình có sống mỗi ngày cho an lạc không. Cái năm Pháp Hòa chưa đầy 20 tuổi, Pháp Hòa có làm một bài thơ như thế này. Ai bảo em cuộc đời không đẹp, khi mai vàng vừa nở ngoài sân, những đóa hoa trong đẹp vô ngần và không khí trong lành tươi mát. Ai bảo em đất trời tan nát, năm 2000 trận chiến sẽ xảy ra. Em ơi đừng nghĩ ngợi lo xa, mà hãy sống những ngày hạnh phúc. Đừng lo sợ cõi đời ngã gục, hay vô thường cướp giật chúng ta. Hãy cười đi, cười với chén trà, từng hơi thở ra vào em nhé. Đời hạnh phúc, đời hạnh phúc khi ta còn mẹ, còn tình thương, tình của muôn loài, tình yêu, tình hạnh phúc lứa đôi, nhưng phải dựng bằng tình hiểu biết. Nếu biết sống hòa, không phân biệt, vậy là chân hạnh phúc em ơi. Hãy vứt đi nỗi khổ đầy vơi, mà hãy sống từng phút giây hiện tại. Thank you. Thưa đại chúng, cái bài thơ đó, nếu Pháp Hòa nhớ, Pháp Hòa làm cái bài thơ đó không lầm á, là năm đó Pháp Hòa khoảng chừng 17-18 tuổi thôi. Lúc đó chưa tới năm 2000. Thì ai cũng sợ năm 2000 hết, đúng không? Người thì mua dầu, mua đèn, người thì mua thức ăn, chứa đủ thứ hết. Rốt cuộc 2000 vẫn còn nguyên, mà bây giờ 2021 rồi. Cái lúc mà dịch bệnh đó, quý vị có xếp hàng giành giật ở trong Costco không? Mà rốt cuộc có thiếu không? Đâu có thiếu gì đâu, cuộc sống vẫn bình thường. Tại mình. Thật sự đó thưa đại chúng, nói như vậy không có nghĩa là mình khinh thường. Nhưng việc gì chúng ta cứ lấy cái tâm bình an chúng ta sống. Thí dụ thôi, cần phải đi mua thì mình chia sẻ với mọi người. Chứ bây giờ ví dụ đi, mình gom mình sống mình rồi mấy người kia người ta không có, người ta chết hết rồi mình sống với ai. Thôi, ví dụ vậy đó. Pháp Hòa kể đại chúng nghe một câu chuyện này. Pháp Hòa cũng thuộc dân nhiều chuyện.
Hồi đó có một cái ông đó, ông cứu được một người tiên. Thì cái người tiên nó mới hỏi, bây giờ tôi muốn đền ơn cho ông á, thì ông muốn tôi đền ơn bằng cách nào? Thì cái người đó mới nói, bây giờ mình xin tiền nhiều bao nhiêu cũng hết, thôi bây giờ mình xin có một đôi tay vàng, đụng tới cái gì nó biến thành vàng tới đó. Hay không? Quá thông minh. Ông về tới nhà, ông gặp vợ ông, chạy tới ông mừng, ông ôm vợ ông, vợ ông thành vàng. Ông vô nhà, ông khát nước quá, ông bưng ly nước cũng uống, nước thành vàng. Cuối cùng chỗ nào ông đụng vô cũng thành vàng hết. Ông chết trên đống vàng. Quý vị hiểu câu chuyện không? Ông hiểu. Về tư duy hiểu. Em nói em còn không hiểu mà. Người đời ai cũng chết. Chết mục tiêu cuộc đời, đúng y lời Phật dạy. Kiếp sống trong ngắn ngủi, sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại. Nhìn xem thể phách hoại, xác như gỗ mục hư, tánh thanh tịnh chân như niết bàn vô sinh diệt. Vị nào mà đi tịnh xá là phải thuộc mấy bài đó nha. Ở tịnh xá là tụng bài đó thế chú vãng sanh đó. Thay vì quý vị tụng Nam Mô A Di Đà bà dạ đó, là tụng bài đó đó. Muôn pháp không thường còn. Có pháp nào nó thường còn đâu. Cho nên bây giờ mình có gom cỡ nào. Thí dụ bây giờ mình có một cái, mình sống trường sanh bất lão đi, rồi cuối cùng giống như cũng con ông nữa, ông cứu được cái người bà tiên, hỏi tiên ông muốn cái gì? Muốn tôi trẻ hoài không có già. Cuối cùng á, ổng chôn vợ ổng chôn con ổng chôn cháu ổng chôn, tại ổng đâu có già. Vậy sống vậy cuối cùng nói, trời ơi trời, mình trẻ hoài sống với ai đây, tại mấy người kia già chết ngắt. Không cần. Hồi sáng này có mấy Phật tử hỏi Pháp Hòa, sao mà người tốt mà chết sớm, người xấu mà chết sống lâu. Và nói, ớ, người ta tốt người ta chết, người ta khỏe ru bà ru, mà người ta đâu có chết trong trái tim của hàng triệu người khác đâu. Cái sống đó mới đáng sống. Sống mà mình không chết trong tim người ta. Còn mình sống 100 tuổi đi mà mình quá trời quá đất, ui đừng nhắc tới người đó. Ứng quá. Đạo Phật gọi cái đó là vô lượng thọ. Cho nên gặp nhau A-di-đà Phật, chúc anh vô lượng thọ, vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ. Gọn gãy trong một câu A-di-đà Phật. Vì A-đà Phật có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Nhưng mà nếu mà gặp nhau nói, ô tôi chúc anh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, gọn gãy trong câu A-di-đà Phật. Hết giờ chưa? Mới nhắc tới cực lạc, có cực lạc liền. Con nghe một số người không muốn tu vất vả mà muốn về cực lạc. Thầy có cách nào để giải thích cho chúng con không? Cái này là không có làm mà muốn ngồi chờ sung rụng phải không? Thưa đại chúng, cực lạc là gì? Là cực kỳ của sự an vui. Cực khổ là gì? Là cực kỳ của sự đau khổ, buồn chán. Mà hai cái cõi đó nó ở đâu? Thế giới mình có không? Có. Thế giới mình có. Thế giới mình vẫn có cực lạc, thế giới mình vẫn có cực khổ. Nhưng mà cực lạc và cực khổ nó không phải là một cái nơi chốn, mà nó là nơi chốn ở trong lòng. Khi mà chúng ta buồn, mà chúng ta khổ, mà chúng ta không nói được với ai, là có những niềm đau lòng không nói hết. Và chúng ta cũng than một câu hoài: ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu,
ta tìm một tiếng yêu mà thấy toàn là buồn đau. Nhưng mà khi không có sao hết, khi mà mình ngộ ra được cái chỗ đó rồi, cực kỳ hạnh phúc. Ồ, đâu có ở đâu xa. Cho nên cực lạc, cực khổ song song, hai đường cực hết, biết dông đường nào. Không phải tu nhiều mới được về cực lạc. Nếu mà chúng ta biết tu, tu nhẹ nhàng trong mỗi ngày, làm sao mỗi giây phút chúng ta sống, mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta có an lạc nơi chính mình, thân mình có an lạc, miệng mình có an lạc, ý mình có an lạc là cực lạc. Tại vì nếu mình không lạc á, thì mình sẽ phun ra những cái độc tố, thì mình biến cái người xung quanh mình cũng khổ đau theo những cách của mình, thì mình với họ sống trong cõi địa ngục. Cho nên địa ngục là gì? Địa ngục là khả cụ, sợ lắm, đầy đủ những cái khổ gọi là khổ cụ, đầy đủ những sự chán nản gọi là khả yểm, đáng sợ, đáng chán, đáng. Cho nên á, trong kinh Địa Tạng nói là sự thật chứ không phải nói. Một người thọ tội thấy thân nằm chật cả giường. Quý vị nghiệm ra câu đó đi. Một người thọ khổ thấy thân nằm. Có bao giờ mà tâm mình vui mà mình khắp nhìn khắp mọi nơi mà vui không? Khi bản thân mình buồn, nhìn đâu cũng chán buồn. Như vậy không phải kinh Địa Tạng nói là gì? Một người thọ tội thấy thân nằm chật cả địa ngục. Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Cho nên kinh Địa Tạng nó không có sai. Và Địa Tạng Bồ Tát ở địa ngục, nghĩa là tâm mình ở đó. Để hễ tâm mình nó vừa khởi sân hận lên, Địa Tạng Bồ Tát cứu nó ra khỏi. Nhưng mà cái tâm này đâu ở yên đâu. Địa ngục sáng ra chiều vào. Kinh nói thật lắm. Nhưng mình phải tư duy, mình phải quán chiếu, mình mới thấy rõ Phật muốn nói gì với mình. Nhưng nếu mà Phật nói rõ ra hết, đôi khi chúng ta không vận dụng để chúng ta khám phá ra cái đó. Mà khám phá ra cái đó gọi là Phật gọi là giác ngộ. Còn ta nói rõ hết cái người ta giác giùm mình. Còn mình tự giác. Mà tự giác là cái giác cao tột. Quý vị hiểu được chỗ đó ha. Cho nên khi nào thân lạc, khẩu lạc, ý lạc là cực lạc. Tại vì mình vui, lời nói ra nghe nó cũng hay, cách suy nghĩ nghe nó cũng đúng, hành động mà mình được cái đó, xung quanh mình ta hưởng. Cho nên kinh Di Đà nói phải không, ở đó là nơi câu hội các vị Bồ Tát thượng nhân. Cái chỗ đó là câu hội các vị Bồ Tát đầy đủ nhân duyên phước báo chứ đâu phải bình thường. Cho nên nghe đây, cho mình tu Phật là để biến ta bà thành cực lạc, và lấy cái cõi đời này để làm cái hướng để mà chúng ta độ sanh. Mỗi Phật độ, trong kinh nói Phật nào cũng có quốc độ của họ. Phật Di Đà có tại quốc độ Tây Phương, Phật Thích Ca quốc độ tịnh độ của Phật Thích Ca là ngay nơi ta bà này. Không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc, không buồn thương sao quý kiện con người, thay nghèo không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Thôi tạm vậy đi. Thôi câu hỏi cuối ha, tại trong này còn nhiều lắm. Thầy ơi, tại sao người ăn chay rồi mà phải có những thực phẩm giả động vật như thịt cá làm gì ạ? À? Theo con nghĩ ăn chay có là từ tâm, sao còn nghĩ tới thịt cá? Câu hỏi hay. Nghĩa là ăn chay rồi mà tại sao còn đặt tên mấy món mặn? Thưa đại chúng, trong Phật Pháp á, chúng ta có rất nhiều cánh cửa phương tiện. Đây là phương tiện. Phương tiện là gì? Là những phương pháp tiện dụng để ứng xử trong cuộc sống của chúng ta. Bây giờ tất cả thực phẩm chay á đều làm bằng rau củ và đậu hũ.
Bây giờ Pháp Hòa ví dụ Pháp Hòa nấu ra một cái, một xào lên một dĩa cơm đi, chùa dư sức đặt một cái tên đẹp, thấy không? Cơm chiên thập đại nguyện. Vô à, ơi cơm chiên thập đại nguyện là cái gì vậy? Chị cũng phải nói thiệt, chị ăn cơm chiên Dương Châu chưa? Mình nói ra vậy thì người ta ăn cái món đó rồi. Bây giờ mình chỉ cần nói cơm chiên Dương Châu là người ta biết trong đó nó cái taste, cái mùi nó ra làm sao người ta chọn. Thì bây giờ mình đặt một cái tên, nó cũng chỉ là một phương tiện. Nhưng mà phương tiện này không đến nỗi như là cái phương tiện kia, gọi nó tên đó là đúng thịt của nó. Còn cái này gọi tên gì không cần biết, nhưng mở ra cũng là đậu hũ mì căn. Vậy thì con tôm giả nó chết thế cho con tôm thiệt, cái chết nó xứng đáng chứ có sao đâu. Nếu mà thực tế lý địa, bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung, bất xả nhất pháp. Nếu mà nói tới cái không của cuộc đời này, không có cái gì nó có dù là một hạt bụi. Nhưng mà ở trong cuộc đời này quá trời những cái chúng sanh, thì chúng ta quá trời phương tiện. Nội cái đeo khẩu trang để mà phòng chống dịch mà nhìn có khẩu trang nào giống khẩu trang nào đâu. Có khẩu trang xanh, có khẩu trang hồng, có khẩu trang kim cương, có hậu khẩu trang hiệu Canada. Phương tiện thôi. Bây giờ quý vị nhìn có cái gì không phải là phương tiện không? Thì thôi, cũng đừng có khó khăn quá. Các vị người ta làm cái phương tiện để giúp cho những người ăn chay, người ta đặt cái tên vậy thôi mà, nhưng mà vẫn là chay. Còn mình gọi tên thiệt thì nó là thiệt. Ví dụ mình kêu con tôm thì mình ăn tôm, nói ăn thật nói ngay, à gì, ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối. À, tôi dối quý vị mà quý vị trên đường tu, cái dối này tôi cũng không có tội. Thí dụ vậy đi. Cho nên nếu nói đến cái chỗ tột cùng, một hạt bụi cũng không có. Nhưng mà thôi, đã là phương tiện thì vạn hạnh môn trung, tức là trong tất cả 1.000, 10.000 cánh cửa thì không bỏ một pháp nào. Không bỏ pháp nào. Thì chùa dư sức đặt tên đó. Nhưng mà rồi quý vị cũng hỏi à, thí dụ như làm một cái dĩa gỏi ra, cái để là cái gì? À, gỏi à, củ phẩm liên hoa. À, củ phẩm liên hoa là cái gì chị? Dạ gỏi sứa đó. Thôi kêu gỏi sứa cho rồi. Tại quý vị ăn cái đó rồi. Nhưng mà ngược lại quý vị mà, quý vị đã từng ăn bào ngư rồi mà trong chùa giả bào ngư, hỏi thầy thầy giống không thầy? Em nói em chưa ăn. Bào gì nó cũng giống nhau. Đó chưa ăn bào ngư sao biết bào ngư ra làm sao. Quý vị cứ nhớ là tất cả là phương tiện. Thôi để đã là phương tiện thì thôi tùy duyên ha. Cũng đừng có khó khăn quá. Nhưng mà các vị làm đồ chay khéo léo cũng đừng quá đáng. Làm cái gì nó vừa vừa thôi. Ví dụ như làm theo quay mặn miếng vậy là nhìn cũng thấy giống rồi. Trời ơi, kiếm cái khuôn đổ ra nguyên heo con chua mỏ ra. Trời ơi, rồi quay lên đã vậy rồi để anh bàn thờ cắm cái dao cái giữa đó. Mô Phật. Quý vị biết không, cái năm đó Pháp Hòa mới xuất gia, lúc đó khoảng 15 tuổi. Bữa đó có một cái gia đình người Hoa, người ta mời hai thầy trò tới tụng kinh. Cái thì lúc đó còn nhỏ, mình chưa có nghe rõ. Dạ thưa bác, bữa nay bác cúng gì? À bữa nay cúng 35 ạ, cúng 35 ạ. Mình nói trong bụng, ủa 35 là cái gì mà cúng? Cúng 3 năm, tức là mãn tang đó. Mãn tang cúng 3 năm đó. Vô tới nhà có dẫn vô phòng cúng nguyên con heo nằm. Trời ơi, điếng người hết trơn. Hai thầy trò tụng Bát Nhã Tâm Kinh mà 15 phút không xong. Bị gì lúc đó bấn loạn rồi. Bảo Hòa nhớ hoài cái chuyện đó.
Cố Tri Bát Nhã Ba La Mật Đa Thị Đại Thần Chú Thị Đại Minh Chú, rồi cố tri và cố tri hoài cố không ra. Cuối cùng Pháp Hòa thỉnh cái mỏ lên: Yết Đế, Yết Đế. Mình làm giả nhưng mà mình cứ làm cứ vừa vừa thôi. Chặt răng miếng là thấy cũng đã dữ rồi, làm nguyên con này cũng lỗi các vị khéo quá. Thôi chắc đại chúng nghĩ chứ chưa chịu hả? Thưa đại chúng, có một câu hỏi cuối nha. Thật ra nhiều nhưng mà Pháp Hòa xin rút lại một câu. Con xin hỏi chữ nhẫn trong đạo Phật và chữ nhẫn của thế gian khác thế nào? Vì trong sinh hoạt thường ngày, chúng con đôi lúc cũng biết nhẫn nhịn bỏ qua, nhưng con nghĩ tới cũng còn bị ức chế. Vậy con muốn thật sự thân tâm được buông bỏ, chúng con phải thực tập như thế nào? Thưa đại chúng á, mình nghĩ rằng á, nhẫn là một sự chịu đựng, mà gọi là cắn răng chịu đựng. Nhưng mà trong Phật Pháp á, nếu nói cho cùng á, là mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta đều phải nhẫn hết. Vì nói nhẫn là chúng ta có ba cách nhẫn. Thứ nhất là chúng ta nhẫn giữa con người với con người. Cái này gọi là sanh nhẫn. Quý vị có đồng ý không? Vợ chồng mà sống với nhau thôi mà không nhẫn nhau, sao có làm sao mà gọi là sống lâu được. Đi làm chung một chỗ với người đó mà không nhẫn người đó đôi lúc thì làm sao được. Cha mẹ cũng phải nhẫn nhịn với con cái, đúng không? Khể còn sống chung với nhau là phải sanh nhẫn. Nhưng mà tại vì đôi lúc mình nhẫn người đó mình không biết thôi. Rồi cái nhẫn thứ hai nè. Cái nhẫn thứ hai gọi là pháp nhẫn. Pháp nhẫn là sao? Pháp nhẫn là mọi hiện tượng trong cuộc sống. Ví dụ như thời tiết. Đó. Quý vị ở đây trời ấm nhưng mà có những lúc rất là nóng. Ở bên Pháp Hòa thì mùa hè lâu lâu mới có những ngày nóng cực kỳ. Mùa đông thì nó lạnh da diết. Nhưng mà mình lọt vô đó mình ở rồi thì mình phải nhẫn thời tiết chứ sao đấy. Phải không? Cho nên trong cuộc sống là rồi có đôi lúc mình làm cái này mình làm kia, người này không đồng ý, người kia không đồng ý, pháp nhẫn. Như vậy trong thế gian này không phải ai chọc ghẹo mình, mình phải thể hiện một cái gì đó để gọi là nhẫn đâu. Nhưng mà thật ra trong cuộc sống này chúng ta nhẫn dài dài, nhẫn mỗi ngày hết. Nhẫn với con người, nhẫn với sự việc. Nhưng mà người đời á, mình không hiểu đó. Mình nhẫn người ta mà mình cảm thấy mình bị ức chế, thua lỗ. Nhưng mà trong Phật Pháp thì khác. Chúng ta nhẫn mà không nhục. Thường thường ta kêu nhẫn nhục á, nhẫn người đó người ta sỉ vả mình nhục. Nhưng mà đúng nghĩa là nhẫn mà không nhục. Tại sao? Tại vì mình nóng nảy, mình nói những lời thô với nhau á, tới hồi quề lại đó, hay là yên lặng một cái cuộc chiến đó, thì mình thấy mình khó kỳ cục. Tại xưa giờ mình được mệnh danh là người dễ thương, mà sao bữa nay mình lại nói những lời khó nghe như vậy. Cho nên để quán chiếu làm sao mình có thể nhẹ nhàng được tất cả các cuộc nhẫn của mình. Người ta chửi mình biết không? Mình hiểu không? Hiểu chứ, người ta nói móc nghe biết chứ. Thấy không? Nhưng mà tại vì mình tu chứ mình không có ngu. Không có ngu mà chị chửi tôi không biết, nhưng mà tại tôi tu. Mình nghĩ như vậy cho nên mình vượt được, không cảm thấy mình là người thua lỗ, mà mình là người đã chiến thắng. Trước hết là thắng ai?
thắng bản thân mình. Đức Phật dạy trong kinh, không có cái chiến thắng nào được gọi là một cái chiến thắng oanh liệt. Chỉ có người tự chiến thắng mình mới gọi là chiến thắng oanh liệt nhất. Thí dụ như mình coi phim Tàu, cái người đó bị người cha bị một kẻ thù giết chết. Trước khi chết không để lại gì cho con hết, con ráng trả thù cho cha. Đức cổ chết. Rốt cuộc mình để lại cho đứa con một khối hận thù. Và nó sống cuộc đời mười mấy hai mươi năm trong khổ lụy chỉ vì một ý niệm trả thù. Nhưng khi nó trả thù rồi, nó không thấy đâu có gì đâu. Cũng vậy thôi, cha mình cũng chết. Mà nhiều khi á, nhất một lần mà tất cả những cái thành công của mình là phải vạn người chết như cha mình. Vì một cuộc trả thù thôi, bao nhiêu người phải chết. Và lúc đó mình gọi là bất chấp. Chi vậy? Phải không? Thù trả nhưng mà cuối cùng tạo nghiệp cũng rất nhiều. Đây là Pháp Hoài dẫn ví dụ một câu chuyện trong phim Tàu thôi. Cho nên thưa đại chúng, để cho chúng ta quán chiếu rằng nhẫn không có nhục, chỉ không nhẫn mới nhục. Mà người đó có nói gì mình thì nói, nhưng mà mình vẫn không nói những lời thô trở lại. Trước hết là mình đã giữ được cái đẹp ở nơi mình rồi, không cần phải nói gì hết. Và hoàn toàn không có gì là thua lỗ, không có gì là bị ức chế hết. Tại vì chẳng qua người đó hiểu mình mà hiểu chưa đúng, cho nên gọi là hiểu lầm. Và khi họ hiểu lầm họ mới có những lời nói này. Khi họ hiểu đúng thì họ sẽ không. Cho nên trong cuộc đời này, những người đối nghịch với mình đều là những người bất đồng với mình. Tại vì họ không cùng quan điểm. Chứ nếu họ giống bản thân mình cũng vậy. Tại sao mình giận? Tại người ta để làm cái gì đó trật ý mình. Như vậy thì rốt cuộc mình giận là vì cái gì? Vì cái bản ngã, chứ đâu phải vì sự việc. Mình đặt cái ghế ở đó mà người đó dẹp cái ghế đi là mình lao sùm lên. Tôi để cái ghế đây, như vậy rốt cuộc giận là vì cái ngã của mình, cái tôi của mình bị xúc phạm. Mình đặt cái ghế đây và bắt mọi người phải để đó, dời đi là mình la làng lên. Cuối cùng nghĩ mình đúng, nhưng mà nghĩ cho cùng sống vì cái ngã, phải không? Mà cái ngã là cái tôi, mà cái tôi là cái làm mình khổ. Mà một lần mình la một người được, mình la trăm người được, ngàn người được, rốt cuộc á, mình là một người la mà mình không có lý lẽ. Và người khác xa lánh mình, chẳng qua mình là A-la-làng chứ không phải A-la-hán. Thôi xin kết thúc ở đây. Kính thưa toàn thể đại chúng, buổi tối hôm nay được sự ưu ái của Hòa Thượng, Ngài đã cho chúng ta được ngồi lại với nhau như thế này. Và trong quá trình sinh hoạt, nếu có điều gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. Chúc đại chúng một đêm thật là an lành. Hẹn gặp lại. Rồi bây giờ đại chúng chưa có thả vàng ngồi xuống. Rạp hát chưa có thả vàng. Mình hồi hướng một cái nha. Nguyện đem công đức này hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.